Vũ à, có chuyện gì sao Vũ? Không có chuyện gì đâu con. Chú đang làm cái gì vậy? Thưa cậu chủ, tôi làm gì mập bún? Tôi... Chỉ có chú là ở ngoài vườn chăm sóc cái chậu kiện. Giấu để làm gì? Dạ tôi. Chú đang giấu cái gì sau lưng? Dạ tôi không cố ý. Là chuyện gì? Chú đang giấu cái gì sau lưng? Dạ là, nói mau. Hay là chú lên đây trộm đồ trong nhà tôi? Dạ không có đâu cậu chủ. Tôi đâu có cả gan mà làm chuyện động trời như vậy. Xin cậu chủ tha cho tôi. Được. Vậy thì chú đang giấu cái gì sau lưng? Đưa ngay cho tôi. Dạ. Dạ tôi muốn tôi tha tội thì hãy thành khẩn đưa món đồ đó ra. Mau. Dạ. Dạ đây cậu chủ. Dạ. Dạ. Tôi biết lên nhà trên là không đúng. Chỉ là tôi muốn giấu cái thứ này đi. Tôi chỉ muốn giúp cho cậu thôi. Mong cậu chủ suy xét cho tôi.